Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với chương trình tư vấn pháp luật của Báo Lao Động. Kính thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng hơn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và thời điểm này thì nhiều người dân cũng rất quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm. Thời gian qua thì nhà nước cũng đã phát hiện nhiều vụ vi phạm về an toàn thực phẩm và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Vì vậy thì để làm hiểu rõ hơn về những quy định pháp luật khi mà xử lý những vụ việc này, chúng tôi đã mời đến trường quay luật sư Ngô Việt Bắc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn luật sư đã đồng ý tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào quý vị khán giả và xin chào biên tập viên Hương Ly. Thưa luật sư, không biết ông có thể giới thiệu đôi nét về các quy định pháp luật khi mà các cái vấn đề an toàn thực phẩm đã phát sinh ra không ạ? Kính thưa quý vị và các bạn, thì những chúng ta biết theo quy định tại khoản 1 điều 2 của luật an toàn thực phẩm năm 2010 thì an toàn thực phẩm là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng của con người. Trong thời gian vừa qua thì công tác đảm bảo về an toàn thực phẩm nó đặc biệt được các cấp có thẩm quyền và các cơ quan nhà nước thể hiện rõ nét cái tính là cái quan tâm cũng như qua các cái chính sách pháp luật được áp dụng để điều chỉnh liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm. Theo đó thì chúng ta có một số cái văn bản quy phạm pháp luật hiện đang áp dụng liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tôi xin có thể kể đến đầu tiên. Đây chính là luật an toàn thực phẩm năm 2010 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2010 và luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2011. Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong đảm bảo an toàn thực phẩm, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, đối với sản xuất kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm, quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm, kiểm nghiệm thực phẩm, phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục các sự cố liên quan về an toàn thực phẩm. Và tiếp đó là các cái thông tin, giáo dục, tuyên truyền về an toàn thực phẩm, trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Cạnh đó thì chúng ta có thêm cái nghị định 15 năm 2018 của Chính phủ. Thì cái nghị định này ban hành vào ngày 2 tháng 2 năm 2018. Và nghị định này có hiệu lực từ ngày 2 tháng 2 năm 2018. Nghị định này thì quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm. Thưa luật sư, thì có một thực tế đang diễn ra hiện nay là có rất nhiều các cơ sở sản xuất chế biến nhưng mà lại không có giấy phép và không có đảm bảo được cái đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Vậy thì với những cái hành vi này chúng ta sẽ xử lý như nào theo quy định của pháp luật? Thì tình trạng các cơ sở sản xuất thực phẩm không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, cái việc này rất phổ biến hiện nay. Với các hành vi trên, các cá nhân là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh có thể bị xử lý theo điều 18 nghị định 115 năm 2018 của Chính phủ và được sửa đổi bổ sung bởi khoản 8 điều 1 nghị định 124 năm 2021 của Chính phủ. Và cụ thể như sau thì sẽ phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ cơ sở an toàn thực phẩm. Cái mức phạt thứ hai là phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi sản xuất kinh doanh thực phẩm mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Cái thứ ba là mức phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Thứ nhất là sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt, sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận GMP, hoặc có giấy chứng nhận GMP nhưng đã hết hiệu lực, trừ trường hợp sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên dây chuyền sản xuất thuốc, dược liệu, thuốc cổ truyền hoặc trường hợp khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Cái thứ hai là buôn bán, lưu hành trên thị trường sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu đã được cấp giấy chứng nhận công bố phù hợp với quy định an toàn thực phẩm hoặc giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trước ngày 1 tháng 7 năm 2019 mà không thực hiện bổ sung giấy chứng nhận GMP
hoặc chứng nhận tương đương trước khi sản xuất. Cái tiếp theo đó là biện pháp khắc phục hậu quả, là buộc thu hồi thực phẩm đối với vi phạm quy định tại các khoản 2 và 3 điều này. Thứ hai là buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc buộc tiêu hủy đối với vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này. Đấy là những các cái hành vi vi phạm bị xử lý. Thưa luật sư, thì có thể nói là những cái thực phẩm mà là nhập khẩu hoặc là chế biến từ nước ngoài khi mà nhập khẩu ở Việt Nam thì cũng được người dân khá là ưa chuộng. Vậy thì đối với những cái hành vi mà nhập khẩu và những cái sản phẩm không đảm bảo thì chúng ta sẽ có những cái quy định như thế nào để có thể xử lý được những cái hành vi này? Thì các cái hành vi vi phạm nhập khẩu thực phẩm rất đa dạng và có thể chia làm 4 cái nhóm hành vi sau đây. Đó. Hành vi vi phạm chính, cụ thể là vi phạm quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu. Cái này là quy định tại Điều 19, Nghị định 115 năm 2018 của Chính phủ, với mức phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Cái thứ hai là hành vi vi phạm quy định về công bố sản phẩm. Cái này quy định tại Điều 20 của Nghị định 115 năm 2018 của Chính phủ, với mức phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Hành vi vi phạm tiếp theo là vi phạm quy định về đăng ký bản công bố sản phẩm, quy định tại Điều 21 Nghị định 115 năm 2018 của Chính phủ, với mức phạt tiền là từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Hành vi vi phạm thứ tư là vi phạm quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp thực phẩm, quy định tại Điều 22 Nghị định 115 năm 2018 của Chính phủ, với mức phạt tiền từ 1 lần đến 7 lần tổng giá trị sản phẩm thực phẩm vi phạm, hoặc phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Ngoài hình thức xử phạt chính còn có thể là hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả khác. Thưa luật sư, ngoài những chia sẻ ở trên, luật sư có chia sẻ là ngoài những cái hình thức xử phạt vi phạm hành chính thì chúng ta còn có những quy định để xử phạt hình sự. Vậy thì trong những cái trường hợp nào thì sẽ xử phạt hình sự ạ? Thì như chúng ta biết, những hành vi bị cấm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đã quy định cụ thể tại Điều 5 Luật An toàn thực phẩm năm 2010. Theo đó, các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp người có hành vi vi phạm hội đủ các điều kiện, yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 317 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, với mức xử phạt là phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 20 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc là một công việc khác nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Thưa quý vị các bạn vừa nghe những chia sẻ của luật sư Ngô Việt Bắc, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến những vấn đề an toàn thực phẩm và các quy định xử phạt khi mà vi phạm những vấn đề an toàn thực phẩm. Và chúng tôi hy vọng những thông tin vừa rồi cũng sẽ cung cấp cho quý vị có một cái Tết Nguyên đán năm 2024 an toàn.